Em thì trước đây có gia đình được 12 năm là không tròn nữa thì em với bà xã chia tay. Có mấy người con? Em có hai người con, năm nay bé gái đầu là có hai cháu. Tức là gái đầu là bao nhiêu tuổi? Dạ, 29. Là ở riêng? Dạ, ở riêng. Rồi, bây giờ còn nhà... cậu con trai thứ hai là ở chung với mẹ. Trải qua một hôn nhân 20 năm, có hai con, một con gái thì 27 tuổi là có gia đình. Còn đứa bé trai thì học lớp 11, hiện tại ở vị trí. Nhớ anh. Anh nhớ nha. Em đánh cài lắm rồi, em đánh cài 20 năm rồi. May mắn là sao? Anh tốt nha anh. Anh tốt nha anh. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước hết là chào anh Quyền Linh. Xin chào. Chào chị Ngọc Lan bên kia. Dạ. Em là Kiều Thúc Bảo, sinh năm 1968. Anh Bảo là nhà ở đâu? Dạ, em là ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Anh Bảo làm công việc gì? Em lái xe. Lái xe? Dạ. Dạ. Mời nhà gái. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Ngọc Lan. Tên là Lê Thị Châu Long, 52 tuổi, nghề nghiệp là bán thuốc tây, quê quán là Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 9. À, đây là Bảo, kia là Long, Bảo Long. Đẹp đấy. Anh có ưu điểm gì anh? Ưu điểm là em cập nhật về mọi thông tin, em nắm bắt rất lẹ. Chẳng hạn như là về gia đình thì mình cũng tháo vát được những cái việc về nội trợ. Còn cái điểm của em có cái là em từ tốn nói, em không giải thích. À, cái đó nhược điểm đó. Là bản tính của em, tự nhiên em không sai là em không giải thích, mà em sai là em xin lỗi. Mời nhà gái. Điểm mạnh của em là nấu ăn ngon, cầu tiến trong công việc, gọn gàng, sạch sẽ. Điểm yếu thì có lẽ là cũng là hiền nữa. Hiền mà cái dạng và nó chịu thiệt thòi quá hả chị? Chịu thiệt thòi. Dạ. Trong hôn nhân, trong cuộc sống, trong làm ăn thế. Cũng thích nghe nhạc. Thích nghe nhạc hả? Thích nghe nhạc và em có thể em hát hàng ngày được. Ủa vậy đó hả? Dạ. Tao giờ hát thôi cho mình kia nghe coi. Xin gửi đến mọi người một đoạn trong bản nhạc Về Đây Em của Trịnh Nam Sơn. Vào mùa đông lạnh lùng buốt ra, nỗi cô đơn riêng mình ta. Vào mùa đông mặt trời trăng xoa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Bên kia nghe rõ chưa? Nghe rõ. Thích nghe nhạc là có nhạc nha. Dạ. Muốn nghe lúc nào có lúc đó luôn. Đường tình duyên của Bảo sao rồi Bảo? Dạ em thì trước đây có gia đình được 12 năm là không tròn nữa thì em với bà xã chia tay. Có mấy người con? Em có hai người con, năm nay bé gái đầu là có hai cháu. Tức là gái đầu là bao nhiêu tuổi? Dạ 29. Là ở riêng? Dạ ở riêng hết. Rồi bây giờ còn cậu con trai thứ hai là ở chung với mẹ. Đó là lý lịch của nhà trai đó. Dạ. Rồi còn mình thì sao chị? Trải qua một hôn nhân 20 năm, có hai con, một con gái thì 27 tuổi là có gia đình. Còn đứa bé trai thì học lớp 11, hiện tại ở với chị. Bây giờ anh muốn một người vợ tương lai của mình như thế nào? Em quan trọng là cái cốt lõi là cái bản chất để xây dựng hạnh phúc gia đình. Thì nói không để mà ghen tương đâu đó mà nói ra là em rất là nhức đầu vấn đề đó. Tại vì trước đây em đổ gãy cái hạnh phúc lòng từ bà xã, ghen những cái vô cớ, vô căn cứ. Em cầm cái tạp chí lên em khen cái người trên cái trang tạp chí đó. À hôm nay có cái người mẫu nó ở trên trang tạp chí này đẹp quá, cũng ghen. À hiểu rồi ha. Rồi, chào. Chào. Có ghen không? Không, em không ghen. Ghen thì ghen cái gọi là ghen có cái ý thức chứ không phải ghen mà. Đúng rồi. Đọc tạp chí mà ghen thì cũng. Vì là hiền quá cho nên là đừng có thấy hiền rồi là. Trải qua một cái hôn nhân 20 năm là khổ quá rồi, vì hiền. Hiền quá hả? Trong nhà là không mình không được đúng bất cứ một thứ gì. Quá gia trưởng. Anh trai bên kia có gia trưởng không anh? Em nghĩ nếu mà người phụ nữ mà hiền á, người đàn ông nào mà ăn hiếp hay là làm cho người đó buồn là cái tội ác. Trời, hay quá vậy. Nhớ nha anh. Nhớ nha anh. Anh nhớ nha. Em là đắng cay lắm rồi hả? Em đắng cay 20 năm rồi đó. May mắn là sao? Anh tốt nha anh. Anh tốt nha anh. Anh thì có cái là cái người mà tốt với anh thì anh tốt với người đó, và cái người xấu với anh thì anh lánh xa người đó. Nó có cái quan điểm vậy thôi, không có phải để hơn thua cái người đó, hoặc là để muốn làm lại cho hả gan hả dạ là anh mình không bao giờ có. Thật ra nhìn người phụ nữ nhiều cái biến cố trong gia đình như vậy nó hiện lên trên gương mặt khi nhắc lại, hình như đó là một sự ám ảnh.
một sự ám ảnh. Và đến bây giờ nói đến thì nó còn rõ cái sự sợ hãi ha. Linh nghĩ rằng mỗi sự thay đổi nó có điều tốt hơn, chứ không đến mức mà thay đổi nó tệ hơn đâu. Chị có còn cái nhu cầu nào mà chị chưa nói không? Có mong muốn gì không? Mong muốn thì là khi mà đã thương yêu em thì phải thương con em. Dạ. Yeah. Đừng có phân biệt con anh con em. Ừ. Hoặc là khi nào mà giận lắm thì cũng nói nhau rõ ràng thôi. Ừ. Chứ đừng có làm cái gì mà tổn thương đến nhau. Em thích một người chồng cao, ráo, mập, ốm hay thế nào? Làm sao mà đừng có bụng bự. Tại đi, thứ nhất là bụng bự. Bụng gì? Bụng bự là không tập thể dục. Mà cái tuổi này rồi mà thì không có thể dục thể thao là... Bụng này được chưa? Không có, bụng đó không có tập thể dục đó. Cũng tầm tạm. Vậy là bụng tôi cũng hơi bự đúng không? Yên tâm, bụng đây có bự. Hôm nay được. À, bụng nhỏ ha, cũng được, đẹp trai. Nói chung là đẹp hơn người Linh đó. Giờ mình hỏi người thân đi ha. Rồi. Dạ, chị mình đi với ai vậy chị? Đi với một nhóm đồng hương luôn. Rồi, bây giờ mời đại diện nhà gái coi. À, em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, chào anh bạn ghép đôi. Dạ, với chị em. Thì khi nãy em có nghe anh nói là cái người nào mà nói chuyện không có vừa ý anh thì anh im lặng và anh không góp ý và anh cũng không nói chuyện. Thì đó cũng là một cái tốt, nhưng mà theo em có thể là anh không vừa lòng lúc đó, nhưng mà sau này thì anh có thể tìm một cái thời gian nào đó nhất định để anh có thể là góp ý và xây dựng người ta thì để cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Dạ đúng. Sau cái chương trình này anh chị cũng nếu có thể anh chị có thể là giữ lại cái thông tin của nhau để rồi có thời gian để tìm hiểu nhau sau này. Rồi. Trai đi với ai? Dạ em thì hôm nay đúng ra là theo cái lịch là có hai vợ chồng của cái người bạn nhưng mà bị trong việc đột xuất. Rồi thôi không sao. Dạ, có anh Quyền. Bây giờ thì mình cứ mở rào mình nói chuyện đi ha. Dạ. Rồi có gì Linh tư vấn chút xíu cho nha. Dạ. Rồi. Mở rào. Rồi bắt đầu đi anh Bảo. Chào anh. Hôm nay buổi gặp gỡ anh cũng có gì mang đến bó hoa tấm lòng của anh gửi tặng em trong cái ngày mình gặp. Em có món quà. Cái này trong này là có cái tại em bán thuốc tây nên là trong này là có một chai dầu gừng, một cái hũ muối muối hồng, cái là gừng cay muối mặn. Chúng mình thể gắn bó nếu mà thấy tìm hiểu thấy ổn. Ok, em gừng cây muối mặn xin đừng quên nhau không? À. Bây giờ mình ngồi ghế mình bắt đầu đối diện để nói chuyện đi. Hôm nay em đến chương trình rồi những đứa bé mà con của em á, nó có tán thành cho khi em lên đây không? Dạ có chứ. Tại vì em người phụ nữ, một người mẹ là chu toàn cho nên là không phải là lăng xăng thế này thế nọ, như là con em hiểu. Rồi. À. Rồi cảm ơn em. Kế tiếp anh hỏi thăm về vấn đề này tí nữa. Anh cũng có hai đứa con nhưng mà một đứa nó yêu bề gia thất rồi, còn một cậu con trai là năm 2000. Thì nói chung là về con cái anh chỉ là ở một phòng bổ trợ thôi. Yeah. Còn tất cả những gì trước đây là anh và bà xã đã làm hành trang cho tụi nó hết rồi. Yeah. Anh cũng không có nặng gánh về vấn đề về con cái. Yeah. Yeah. Thì giữa em và anh thì những đứa trẻ là những đứa vô tội. Yeah. Nếu mình tác hợp thì mình cùng nhau để nuôi nấng nó thành người. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Anh mong dạ. Điều đó như vậy. Và dạ. Con cái cũng hiểu được cái hoàn cảnh của bố mẹ. Dạ. Yêu thương, mình phải yêu thương để làm cái minh chứng cho con. Dạ. Nó sẽ tôn trọng được mình. Anh là có một cái nó như thế này. Nếu anh đi ở ngoài anh về, trong nhà bất kỳ cái gì mà lộn xộn hay cơm nước mà chưa xong, anh có thể anh lăn vào làm liền. Em yên tâm về vấn đề, nếu anh là một người, chọn anh là một người ông xã trong gia đình, em không có buồn phiền anh về những cái lĩnh vực khác luôn. Dạ. Cả trong cái hạnh phúc và lăng nhăng ở phía ngoài luôn. Dạ. Không bao giờ. Dạ. Bây giờ anh là ghét cái lăng nhăng. Dạ anh hứa nha anh. Anh nói thật. Em cũng qua lần đổ vỡ nó cũng đau khổ nhiều quá rồi, vậy em cứ mong là một phần còn lại thì tìm được một người bạn là chia sẻ với hiểu biết hiểu chuyện, là một người lương thiện để cho đừng có không có làm gì sai là sai trái hết á. Rồi bây giờ Bảo bước tới Châu Long, nắm tay Châu Long đi. Bước tới đó. Xin phép các bạn là hôm nay có mặt ở đây cũng đại diện cho bạn gái, thì hôm nay cũng rất vui được gặp các bạn này, thì cho mình xin phép đến gần để nắm. Rồi chúc em luôn vui tươi nha. Dạ. Thì đừng có suy nghĩ gì nhiều nữa. Nếu như có anh bên thì những cái gì đó mình đồng hỗ trợ với nhau. Dạ. Anh cố gắng bảo vệ em nha.
có hát bài nào tặng Châu Long không? Hát được anh. Ừ. Là vậy anh có một cái bản này xin phép hát cái bản này Thiên Ngôn Đoạn đó nha. Tự vì buồn nó thành hay hát những cái ca khúc buồn lắm. Hát cái bản này là Tay Trắng Tình Đời. Nắm tay vô giống như nãy đó. Nhìn Châu Long hát kìa. Tình là mây khói, tình là đớn đau vì người đổi thay. Đời tôi chẳng may, giờ đã chẳng thay, tình cũng vụt bay. Em ra đi, đi theo cuộc tình mới, bỏ tôi ở lại một mình, ôm cuộc tình sầu cay đắng người ơi. Xa rồi tình tôi, ước thề đầu môi, bỏ tôi, em phụ tình tôi, thôi nhé từ đây. Một lần đớn đau, đau đớn cả một đời. Em cứ về đi, tình là nghĩa chi, mơ ước chi là mơ. Khi chẳng đôi tay, sẽ chẳng cả lòng, em ơi phải vậy không? Khi chẳng đôi tay, sẽ chẳng chung tình, thì chung chỉ đầu môi. Hai người ôm chặt cái nữa coi. Cảm ơn anh. Ôm chặt cái nữa cái coi. Đó. Hợp lý rồi. Quý Linh nghĩ rằng là hai anh chị đủ để đưa ra quyết định cho riêng mình rồi đó. Để tay nút bấm đi anh chị. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm hay không bấm là quyền của mỗi người nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức là Châu Long cùng với anh Bảo đã hẹn hò với nhau. Nắm chặt tay nhau nào. Một nụ hôn đầu tiên. Anh xin phép. Xin phép các bạn nha. Mình gửi lại cái tình yêu ở nơi này cho cô bạn của mình. Một cô gái xinh đẹp nha. Rồi chúc anh hạnh phúc. Chào anh Quỳnh Linh ạ, chào chị Ngọc Lan. Rồi chào em. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ em tên là Phan Thị Anh Tuyết. Em sinh năm 1986. Em sinh ra ở Đắk Lắk. Và hiện tại em đang sinh sống ở Bến Cát, Bình Dương ạ. Anh Tuyết làm gì anh Tuyết? Dạ nghề nghiệp của em làm điều dưỡng ạ. Rồi mời nhà trai. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan. Dạ. Bạn gái bên kia. Em là Nguyễn Dũng Cường, 40 tuổi ạ. Ngành nghề là văn thư lưu trữ. Mình làm ở đâu anh? Mình làm ở bên trường học. Em chào anh. Mình bình tĩnh nha, không có gì hết. Dũng Cường làm ở đâu, thành phố nào, tỉnh nào? Ở xã Chiêm Mố, tỉnh Gia Lai. Ủa anh làm xa quá hả? Xa mà. Anh sống ở đâu? Dạ sống ở trong thì ở Gia Lai. Dạ, làm lưu trữ gì ở Gia Lai là mình lưu trú Gia Lai. Đúng luôn rồi, nay lưu lạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua tôi hỏi nhà gái, đừng có qua tấn công nhà trai tôi nữa, mệt quá, tội nghiệp nhà trai tôi. Chào chị gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Nhà trai tôi đang hồi hộp, quê mình ở đâu? Dạ quê em, quê gốc em ở Nghệ An ạ. Vậy là hai người đều ở xa hết trơn ha. Điểm mạnh mình là gì anh Cường? Dạ điểm mạnh của em thì rất nhiệt tình trong công việc, mọi người đều quan tâm. Mọi người quan tâm mình hay mình quan tâm mọi người? Tất cả mọi người quan tâm mình cũng quan tâm họ. Rồi, hay quá, sống chan hòa. Đúng rồi, có nhược điểm gì không? Hơi nói chậm như thế này. À bình thường có nói vậy đó. À dạ. Này cũng hơi chậm nhưng mà có khi chậm quá luôn. Dạ là tại rung cho nên nó tăng cường độ chậm lại. Ừ, đúng rồi, nhưng mà đây là một người rất là thật thà. Đúng luôn. Rồi. Hiền lành, chất phác, không bao giờ cãi nhau với vợ. Cãi đâu được. Cãi đâu được. Cãi không lợi. Đúng rồi. Cãi luôn. Không cãi được, không kịp cãi luôn. Lấy chồng này là khỏi sợ gì đúng hết. Đúng rồi, nói chung là có người nhường nhịn rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ nè, anh có mấy mối tình rồi? Chưa có một mối tình nào. Trời ơi. Trong veo rồi đó hả? Dạ. Tinh khiết vậy luôn đó hả? Dạ. Còn riêng. Còn riêng. Anh còn riêng hả anh?
Dạ. Trời ơi, xác định luôn nha. Đó giờ chưa quen cô gái nào sợ hay là người ta nó nghe là sợ tiếp xúc gái hay là sao? Nói về thích thì cũng có đồng cảm với người đó, họ không đồng cảm với mình thì mình cũng không làm gì được cả. Ủa là tức là hỏi thật là anh có thích gái không? Thích chứ. Sống hiền dữ trời, giờ ông hung trong xỉu ngang luôn á. Giờ ông hung trong xỉu ngang luôn á. Chưa kịp đâu, chưa kịp hung, chỉ nghĩ tới thôi là xỉu rồi. Thấy chưa, đàn trai tôi trong trắng chưa? Nhưng mà quan trọng là cô gái của chúng ta phải thấy điều đó là thú vị. Cô gái của chúng ta, cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em đã từng lập gia đình và có một bé gái. Bé gái mấy tuổi rồi chị? Dạ, bé gái 12 tuổi rồi. Em chia tay ông xã cũng được khoảng 10 năm ạ. 10 năm rồi? Dạ, cái hôm chỉ được 5 ạ. Vợ con mình 10 năm nay rồi? Dạ. Thí dụ nha, bên kia có gia đình rồi, anh có lo lắng gì không? Họ đã có gia đình, đã có từng trải ra rồi đấy. Ừ. Mình cũng nên tạo ra một cơ hội nào đó, một cái niềm tin sống trong cuộc đời của họ. Rồi, tốt. Gia Lai anh ở với ai? Ở một mình ạ. Rồi ba mẹ anh đâu? Dạ, mất hết ạ. Anh chị em có không? Làm ăn xa, hôm nay không có mặt ở đây. Là anh ở nhà đó một mình từ đó giờ đúng không? Dạ. Trời, thấy thương quá. Thôi mấy nói nhà gái về Gia Lai ở giùm tôi luôn đi. Ta ở con mình nè chị. Rồi mấy mốt chị, thí dụ mà quen nhau chị có đồng ý đi về Gia Lai luôn không? Để tìm hiểu sau này chứ trước mắt. Bây giờ chưa xác định được. Dạ. Đúng không? Chị mong muốn có một người đàn ông như thế nào? Không gia trưởng, độc đoán, ít tính toán chi li, biết đồng cảm, chia sẻ. Dạ. Và quan tâm nhà, chăm sóc vợ con. Nếu bây giờ anh thương người này thương anh. Dạ. Anh có mạnh dạn gì Bình Dương không? Nếu mà hai người đã chín mùi rồi đấy, thì có khả năng mình làm một cái gì đó cho bạn gái đi về bên mình hơn. Thế tức là anh có nhu cầu là về Gia Lai hơn? Về Gia Lai hơn. Bạn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với con gái của em ạ. Con tên gì con? Dạ, con tên là Thanh Mai. Con thấy chú hiền không con? Dạ hiền nhưng nhát quá. Dạ hiền nhưng nhát quá. Người này tốt tính lắm đó con. Không. Con có nhận xét gì về mẫu thân của con không? Về mẹ con thì có vẻ hơi nóng tính và đôi khi cũng khá là vô lý. Và đôi khi cũng khá là vô lý. Khá là vô lý hả? Nhưng sợ là chú đó không chịu được mẹ con thôi. Bây giờ hai mẹ con ở, chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ, còn ông bà nữa. Ông bà ngoại hả? Vâng. Cô bên kia là chắc cũng khó đi đâu được, bởi vì còn ông bà. Đúng rồi. Ừ. Thôi, cặp đôi này chắc có lẽ là để mở rào ra và cho hai anh chị tìm hiểu nhau nó sẽ dễ hơn. Ừ. Mở rào. Bắt đầu đi anh Cường. Dạ, em chào. Hôm nay đến gặp anh, em có món quà anh tặng anh. Tặng em bài thơ Hẹn Hò. Gặp em mọi lối tình đầu, đôi ta hẹn hò trước sau chung tình. Em cười hạnh phúc bình minh, niềm tin gửi gắm chúng mình thành đôi. Sống vui giản dị yêu đời, yêu em anh muốn sánh đôi duyên tình. Lập nên hạnh phúc gia đình, dồi dào sức sống chúng mình vượt qua. Rồi, em chào bữa nay nè. Thơ này anh sáng tác hay sao ạ? Dạ, thơ này sáng tác. Dạ, rồi em cởi này. Cũng lãng mạn lắm chứ bộ. Đúng rồi. Rồi, ngồi xuống đây anh. Này gì đây? Đi bóp ha. Vậy bỏ tiền vô nha. Công việc hiện tại bây giờ là hai chúng mình ở xa đúng không? Dạ. Nếu mà vượt qua được thì sẽ đến với nhau. Nếu anh ở trên Gia Lai á thì anh có sắp xếp xuống thăm em như thế nào ạ? Trong dịp hè là đi đi được, đi thoải mái. Bên trường học mà nghỉ hè rất là thoải mái. Anh còn 3 tháng đi rong chơi đó. Anh còn 3 tháng đi rong chơi đó.
Cho em hỏi thêm là sau này á, em với anh mà có tiến xa hơn á, anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con không ạ? Có. Em cảm nghĩ mới nãy giờ anh nói ra thì em nghĩ thế nào? Thấy anh á, hiền, thật thà và cũng có hơi ít nói. Lâu nay là đã tính trầm cảm, ít nói như vậy rồi. Chỉ tập trung vào công việc là chính. Thế anh, còn bên công việc của anh á, có thường xuyên hay nhậu không ạ? Không nhậu, không rượu bia, không thuốc lá, không chơi bời, không gì hết. Anh là tất cả đều không hết. Không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, không chơi bời, không vợ con luôn. Bây giờ sao giúp anh có một cái coi coi. Nếu mà em với anh mà có tiến xa hơn á, anh có thể thu xếp xuống Bình Dương với em được không? Tại vì công việc của em hiện tại á, là nó ổn định. Mà với lại em có ba mẹ già nữa cho nên... Cái này á thì tương lai sẽ mới biết được. Mà bây giờ cái khó khăn làm sao mà anh có thể bước tới để anh thể hiện cái tình cảm của anh, nên giao lưu cái cảm xúc của anh đây nè. Bây giờ nè, rõ gì chưa nắm tay gái lần nào đúng không? Bây giờ tiến tới nắm tay gái thử coi nè. Cất cái bài thơ đi. Dạ. Đây em cầm cho. Bài thơ lãng mạn tối về đọc sau. Lần đầu tiên nắm tay gái đúng không? Dạ, lần đầu tiên trong đời như thế này. Thấy sao? Cảm giác làm sao? Rất là hồi hộp trong người. Bạn gái đối diện sao? Nói chung là rất đẹp. Chị thấy anh sao? Quá hiền. Quá hiền. Quá hiền đúng không? Chăm sóc ông bà già lớn tuổi được không? Được. À, chăm sóc vợ, giặt quần áo, rửa chén này kia được không? Cái đó là rất tốt nữa. Rất tốt luôn. Tùy chị đó. Phụ nữ mình á, mình nói thiệt là mình chỉ cần vậy thôi à. Nhà trai, nhà gái bây giờ không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì nãy giờ là đã nói chuyện với nhau nhiều rồi. Nên bây giờ hai nhà sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Trời ơi. Một người phụ nữ mà gặp người đàn ông hiền lành gì cũng khó. Giá gì cũng khó. Chúc cho anh trai thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Em cảm ơn hai anh chị. Anh có cái bài thơ đó trước khi chia tay đọc luôn cho hiểu luôn nè. Bài này đọc lên sẽ rất là nhiều người xúc động. Điều ước, ước gì đôi ta bên nhau chăm lo cuộc sống dài lâu trọn đời. Quanh năm ấm áp nụ cười, tình người sâu đậm không rời tách xa. Như lời khúc hát dân ca, chặng đường gian khổ lòng ta vững bền. Yêu nhau thấm thiết êm đềm, dựng xây tổ ấm ngày đêm giữ gìn. Đi vào nếp sống văn minh, gia đình sung túc bình minh đón chào. Thân tặng em. Mời em giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Chào MC Hồng Vân. Chào và em. Bạn gái bên kia, chào khán giả đường quay. Em tên là Nguyễn Văn Cầu, năm nay em được 29 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở Quảng Nam. Em làm gì Cầu? Dạ em làm bên kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng? Dạ. Thế từ Quảng Nam em vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình à? Dạ. Trời, cảm ơn em đã lặn lội đường xa xa xôi. Hy vọng hôm nay sẽ thành công nha. Dạ. Còn mình giới thiệu đi cưng. Dạ. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn Nam bên cạnh. Em tên là Lê Thị Ánh Vàng. Em... sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam nhưng mà hiện tại em đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Vậy hả? Em tên gì em? Dạ em tên Ánh Vàng. Ánh Vàng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, Cầu Ánh Vàng. Dạ. Trời cầu ơi, gì được nấy. Có cầu ánh sao bây giờ hai bạn này cầu ánh vàng luôn ghê thiệt chứ. Cầu ánh vàng. Dễ thương nha. Dạ. Ánh Vàng, trời tên đẹp quá nha. Dạ, tên Cầu hai anh. Người ghép lại hợp lắm đó. Dạ. Cầu gì được nấy. Dạ. Cầu Ánh Vàng. Một bạn là quê Quảng Nam hỏi coi huyện nào. Xin hỏi bạn gái bên kia là ở huyện nào ta? Dạ em ở Đài Lộc, còn anh? Anh ở Tam Kỳ luôn. Dạ. Cũng đâu có xa gì mấy đâu. Dạ cũng gần. Không xa lắm. Ở sát bên mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái bạn kia đang làm ở Quảng Nam, bạn này đang nằm ở quận 1. Thì bao thì một năm có lẽ về quê mấy lần? Dạ ý là tính là
sang năm vào trong Sài Gòn lập nghiệp á. Cũng ủa vậy đó hả? Muốn. Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Trời ơi khỏe luôn nữa rồi. Dạ. Rồi vậy là gần gũi rồi. Bạn không lo. Vậy là hợp lý rồi đó. Bạn gái cho đàn trai biết ưu điểm khuyết điểm của bạn đi. À dạ, về em thì em tuy không có cao nhưng mà não thì đủ dùng. Tuy không cao nhưng não đủ dùng nha. Dạ. hơi khó tính nhưng mà cực kỳ tốt tính. Hơi khó tính nhưng mà rất tốt tính nghe. Trời. Dạ, dạ. Còn EQ thì không có được tốt bằng IQ lắm nên là rất là ngại giao tiếp với người lạ. IQ dạ. Cao hơn EQ hả? EQ không, EQ không có cao bằng IQ anh. Thế là ngại tiếp xúc với người lạ. Bạn này dạ. Có cái cách giới thiệu đáng yêu ghê á. À, dạ. Chúc phải ghi chép lại đang học bỏ lên mấy cái vở kịch á. Rồi khuyết điểm của bạn là gì? Dạ đó là em hơi khó tính ạ. Gì? Bạn hơi khó tính. Dạ. Khó cỡ nào? Tức là em luôn đặt ra những cái tiêu chuẩn cho bản thân mình cũng như là cho những người khác nên là nếu mà không có đạt được những cái đó thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhiều lúc là cũng sẽ nhăn nhó với lại mọi người kiểu vậy. Dạ. Rồi bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là hiền lành thật thà, hay giúp đỡ mọi người với lại anh em đồng nghiệp công ty là cũng giúp đỡ với lại mấy người ở đồng nghiệp công ty là khen em là hiền lành, hòa nhã, dễ tính. Còn khuyết điểm của em thì cũng hay là cà với bạn bè, cũng hay nhậu, tại vì đặc thù của nghề xây dựng là cũng hay anh em mỗi lần chiều thứ bảy chủ nhật gì đó cũng ra quán làm xíu. Không phải lâu lâu mà thấy tuần nào cũng nhậu chứ. Tôi xây dựng cuối tuần lãnh lương là nhậu à. Dạ. Đặc thù quê em đó là chỉ thứ bảy chủ nhật mới nhậu thôi. À dạ. Bình thường là về là phụ công việc gia đình. Nhậu thứ bảy chủ nhật là mệt rồi. Dạ. Kìa. Mà mỗi qua nhìn là dạ, dạ cô. Em. Ủa, rồi bên ngân hàng mình có đi nhậu không em? Dạ, công việc của em thì chủ yếu làm việc với lại số liệu nên không có phải đi tiếp khách hay là gì nên. Rồi bây giờ cuối tuần người ta đi nhậu rồi em tính sao? À dạ, không sao ạ. Không sao phải không? Dạ, em có kỳ thị mấy người mà nhậu nhẹt nhiều không? À dạ không, nói chung nhậu có chừng mực thì đối với em là ok. Dạ. Chừng mực là bao nhiêu lon? À dạ, không xỉn, biết đường về là được. Không xỉn biết đường về. Sao em? Có bao giờ nhậu mà không biết đường về không? Dạ, nói chung là em nhậu là biết kiểm soát. Nói chung mình, ví dụ bình thường là em nhậu, ví dụ bia thì 6-7 lon là dừng. Còn rượu thì một chai là dừng chứ không muốn nữa. Chai 5 lít hả? Một chai á hả? Một trời ơi, cái đô em rượu mà một chai là em kinh hoàng lắm luôn á. Dạ thì, tại vì nghề của em thì chủ yếu là cuối tuần thôi. Chứ em là không có nhậu nhiều. Nghe nói nhậu rồi. Nghe nói nhậu rồi. Không. Nhậu thì tại vì cái nghề xây dựng là không thể nào thoát được. Bởi mà vì nói này nè. Cuối tuần là phát lương nè. Cuối tuần là phát lương cho thợ nè. Rồi nhiều khi là nhà nhất các thứ mà xây đúng tiến độ thấy vui vẻ là coi như là kéo nhau. Nhưng đi mà cái này nè. Thiệt thòi cho mấy đứa nhỏ đó. Nên thấy là mấy ông thầu hay mấy ông sợ xây dựng á là thứ bảy chủ nhật là phải đi nhậu đó. Ngày phát lương mà thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ của con, ngày nghỉ của gia đình, thường là vợ làm của thứ bảy chủ nhật nghỉ, thế là vợ phải dẫn hai đứa nhỏ đi chơi rồi phải lo, còn chồng thì đi nhậu, có lo thiệt thòi nhất. Thành ra là mấy ông xây dựng suy nghĩ lại vấn đề này, coi ta nhậu thứ hai được không, ta chuyển đi thí dụ vậy đó. Hay lâu một lần thứ thì... hai là cái ngày mà gọi là dồn dập cho cái thứ công việc ba tư năm gì đó chẳng hạn. Không, thực ra tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều những cái ông bên xây dựng, ông không có nhậu, không phải ông nào cũng nhậu thì bắt buộc phải ngồi đó rồi, không cần luôn, phát lương cho thợ tự đi nhậu. Ừ vậy cũng được. Ừ còn thầu đi về vậy tốt quá. Ông nói chứ tình yêu đủ thì em sẽ bỏ dạ, được tất cả những điều đó. Em cũng mong là thôi mình cũng hạn chế bớt. Rồi chị hỏi em nè. Dạ. Có nhiều bồ không? Dạ em thì em được hai mối tình. Mối tình thứ nhất là năm cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cũng được lâu, được 2 năm. Thì cũng do tại vì đợt trước là em hay đi làm xa, tại vì công trình của em là làm cầu đường với lại trường học xa đó. Cái
hai đứa do điều kiện gây lộn với nhau thì cũng nói qua nói lại, mình cũng có thời gian gần gũi bạn gái để mình chia sẻ và làm thông cảm. Cái hai đứa giận luôn. Giận luôn. Bao lâu rồi cưng? Dạ cách đây 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ được 2 năm. Ở không 2 năm rồi. Dạ. Đó, cũng do việc là đi nhậu hay đi làm công việc suốt rồi. Dạ. Không có chăm sóc. Mà phụ nữ thì cần cái sự quan tâm và chăm sóc hết sức là quan trọng em trai à. Dạ. Nếu mà mình yêu người ta mình không quan tâm chăm sóc á thì có tiền cách mấy người ta cũng không có, gọi là không có đeo được đâu. Dạ. Ha. Thật ra dù em... gì cũng phải là cố gắng làm sao chăm sóc và quan tâm. Đúng phụ rồi, nữ. Lúc nào phải quan tâm đến người phụ nữ mình yêu. Mà dạ. Chị hỏi nè, em hình dung cái bạn gái bên rào này như thế nào? Dạ, nói chung là nghe giọng là em đi thích à. Nghe Quảng Nam là thích thì lắm. Quê hương mình là mình thích rồi. Dạ. Đó, đương nhiên rồi. Nhưng mà giọng bạn gái, cái tên về tính cách thì em thấy là rất là ok. Đấy, em nghe bạn giới thiệu về mình em thấy ấn tượng ghê không? Dạ, chị còn ấn tượng nữa. Dạ. Em hình dung cô gái bên đây có cái diện mạo ra sao? Thì con gái Quảng Nam đẹp không? Dạ rất là đẹp. Gái Quảng Nam chưa mưa. Tả thử rồi, tả thử bên đây là em tưởng tượng cao nhiêu nè, tóc ngắn hay tóc dài, da trắng Quảng hay da đen? Quảng Nam thì em nghĩ là 1m khoảng 58-59. Mét 58-59. Dạ, còn thân hình nói chung thì cũng đều đặn. Mái tóc thì mái tóc dài. Mái tóc dài, màu đen hay màu gì? Dạ màu đen. Màu đen. Dạ. Da trắng hay là da đen nè? Dạ da trắng. Da trắng. Mấy cái người hiện đại anh nghĩ rằng tóc không dài đâu. IQ cao, IQ anh nghĩ tóc ngắn. Cái hiện đại mà Linh, cái hiện đại nè. Linh. Anh đoán. Tôi là người hiện đại. Hả? Không, Vân không hiện đại, Vân vẫn truyền thống đấy Vân. À, theo tôi là cô gái kia là thường những người IQ á, cao á, thì họ không để tóc dài đâu. Tóc dài đầu ngứa ngái IQ có nổi ra ngoài ngứa ngái. Tóc ngắn anh đoán vậy đó. Dạ. Thôi để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ. Dạ, em chào. Trời, tôi nói có sai đâu. Vậy em nói thử cái tóc em như vậy từ đó giờ hay là hồi đó em có để dài không? Em coi một cái điểm cho bạn trai bên kia coi. Dạ, em cắt từ năm 2015 ạ. Lúc trước thì em cũng đã từng để dài tóc chắc đến lưng ý. Dạ, nhưng mà em cảm thấy nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc trong việc gội rửa. Nên là em quyết định là cắt tóc. Nhưng mà giờ thì em lại thấy hơi hối hận. Tại vì cái thời gian và tiền bạc đầu tư vào việc cắt nó thì nó lại nhiều hơn cái việc gội. Dạ. Có nghĩa là bạn này á, bạn kia thì hình dung con gái Quảng Nam theo đúng như cái truyền thống mà bạn tưởng tượng về mẹ hay chị hay là cô. Thì bạn này là trước đó là y chang vậy. Nhưng mà cũng đúng với như anh Linh nói, bạn là phụ nữ hiện đại, thành ra là bạn muốn đúng rồi. Có cái mái tóc ngắn là tóc dễ làm việc. Ngắn dài quan trọng, để nó dài ra có gì đâu. Không, để mình coi cái cảm tính của bạn kia, cái trực giác của bạn kia có đúng hay sai. Thì Vân thấy là bạn kia nói đúng á. Chỉ có cái nước da có trắng không hồi đó, hay là bây giờ đi gọi là đi phơi nắng? Giờ cũng trắng mà. Không, cái nước da bạn này rất đẹp nha. Nước da không có phải là nước da đen mà nước da nâu, hơi nâu nâu rất là đẹp. Dạ, tại vì fashion em á, em cũng hay đi du lịch nhiều nơi á. Nên và lại là rất là thích đi biển nên là thường cứ da vậy đó. Nên da hơi ngâm xíu. Con gái có mấy mối tình rồi? Dạ em ế từ trong bụng mẹ ế ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Thấy thương ghê không? Thiệt không? Dạ thiệt. Không có mối tình nào luôn hả? Dạ không có một mối tình, chưa từng nắm tay luôn. Ai tin tôi cùi liền á. Sao vậy? Dạ tại vì lúc em nhỏ khó quá thì... sao? Dạ cũng có nhiều lý do lắm, mà khó là cũng là một phần, còn thêm cái nữa là hồi nhỏ em chung là nghe lời phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi nên là không có yêu đương. Sau này đi làm, ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em lại ế. Ủa sao tin tưởng mọi người ấy? Tại vì em chơi với một đám bạn thì cũng độc thân giống như em, nên em cảm thấy là chơi với bạn thì lại vui hơn là có người yêu. Trời mà thành ra lại là lần lượt là có người yêu và đi lấy chồng lấy vợ. Tụi nó đi lấy chồng lấy vợ hết rồi. Bỏ giờ còn chừa lại mình ơn em thôi. Dạ nếu mà chưa lập gia đình thì cũng có người yêu rồi. Được rồi. Một người năng động xinh xắn này không có người yêu đúng là không ai tin, nhưng mà nói ra lý do thì có thể. Thôi được rồi. Bây giờ em muốn một mẫu hình lý tưởng của em cho bạn này tưởng tượng đi, coi có đồng nhất với bạn kia không. Hả? Em tưởng tượng cái người bên rào như thế nào? Con trai Quảng Nam đó. Chắc em nghĩ là chiều cao thì về ngoại hình thì chiều cao là chắc sẽ cao hơn em. Thì dĩ nhiên. Dĩ đàn ông hay cao. Em hy vọng là cao trên 1m65. Dạ. Hơn nữa đó. Dạ vì em muốn cải thiện F1. Dạ. Còn
không cần quá trau chuốt nhưng mà phải gọn gàng sạch sẽ. À, dạ. Đó, em hình dung về... đi, em tả cái bạn đó đi. Dạ. Hai điều em nói là đúng rồi đó. Dạ, về tính cách thì chững chạc, trưởng thành để có thể là lo giúp em. Tại vì em tính cũng hơi trẻ con tí. Dạ. Bạn này chững chạc đó. Dạ. Bạn này phải nói cũng phong độ, đẹp trai đó. Dạ. À. Thêm cái nữa là biết yêu thương, chiều chuộng bạn gái. Thế thôi, chúc em hỏi bạn đó. Nha. Rồi, anh thấy cũng đủ để các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Bây giờ hỏi người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ, hồi nãy thì cũng có đi với bạn, nhưng mà bạn có việc mất. Rồi, bạn về đây ha. Dạ. Bạn chờ lâu quá ha. Dạ. À, thôi được rồi, cũng có mọi người ủng hộ bạn. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với lại hội anh chị em đồng nghiệp thân thiết của em. Mấy người bỏ em đi đó. Cái hội mà ấy em đó phải không? Có gia đình hết rồi bỏ em mình lên phải không? Giả bộ độc thân xong rồi bỏ em đi hết. Dễ sợ thiệt á. Bỏ nhỏ tới giờ này luôn hả? Ừ. Ai đại diện đâu? Dạ xin chào hai MC và chào quý vị khán giả và chào anh ạ. Dạ em là em gái của chị Ánh Vàng. Dạ. À, anh có thể cho em hỏi một câu được không ạ? Dạ được. Anh lúc nãy thì em có nói là anh dự định là năm sau là mình sẽ vào Sài Gòn để làm việc đúng không ạ? Đúng. Thì anh đã chuẩn bị gì cho cái kế hoạch đó chưa? Anh đã chuẩn bị những gì rồi ạ? Thì trước khi anh đăng ký vào chương trình này, anh cũng phải dự định cho bản thân mình trước. Tại vì cũng mới vào nay cũng hơi lạ xíu, tại vì thành mức sống ở thành phố với lại cái nhịp sống hơi nhộn nhịp. Từ từ thì anh cũng bắt nhịp lại. Thì anh cũng chuẩn bị, cũng nhờ bạn bè gì đó là cũng mong muốn là tìm cho mình công việc để mình ổn định. Dạ em cảm ơn anh. À, chị Vàng nhà em thì có chút khó tính chút xíu, nhưng mà chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Nếu mà thân thiết rồi thì sẽ rất là dễ thương, tốt bụng và biết hiểu cho người khác. Thì em nghĩ là chắc chị Vàng cũng sẽ hiểu cho anh. Nếu mà hai người có thể đến với nhau thì chắc là có thể chờ đến ngày anh vào Sài Gòn. Dạ. Còn chị Vàng ơi, em thấy anh bên này cũng dễ thương, cũng thật thà. Nếu mà chị cảm thấy ưng á, thì có thể cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em gái. Ok. Rồi, bây giờ biết đâu bạn Vàng đó là người gọi là đỡ đầu cho bạn này thì sao? Người chỉ lối đưa đường, phải vào thành phố trước rồi đúng không? Nào, mở rào. Mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Linh mở phải rào. Gào lên. Đó, đó, Linh phải gào lên mới được. Rồi, tới luôn, tới luôn. Rồi, tặng em. Bó hoa và sô-cô-la. Dạ, em rất là thích. Đây, đây, món quà đưa này. Hoa tôi cầm cho. Đó. Rồi. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là bánh em tự làm. Rồi, dạ. Cảm ơn em rất em nhiều. Em có một đam mê đó là rất là thích làm bánh và rất là thích đồ ngọt. Ừ. Cái này là mới làm sáng nay. Lúc mà làm ấy thì vừa nhào bột về xong cũng suy nghĩ, tưởng tượng ra là người nam mà đến chiều nay mình gặp là sẽ như thế nào. Nên là nói chung vừa nặng bánh và vừa nặng người luôn á. Nên là anh cứ từ từ rồi, thử và cảm nhận. Cảm ơn món quà của em. Dạ. Bánh gì vậy cưng? Bánh gì mà phải nhào nặng ghê vậy? Dạ đó là bánh quy hạt cà phê, có vị cà phê. Bánh gì? Dạ bánh quy cà phê. Dạ. À. Đây nè. Mấy chục năm chưa bao giờ gặp mặt đó. Bây giờ lần đầu tiên gặp mặt các bạn cảm nhận thế nào? Theo em thì thấy bạn nữ rất là dễ thương. Vì ngoại hình rất là xinh đẹp. Lạ đúng không? Nhìn dạ. Rất là lạ, rất dạ. Là dễ thương. Dạ. Thì em thấy là cũng hơi đặc biệt. Tại vì ở quê là ba mẹ, anh chị, bà con gì nó để tóc rất dài. Kiểu mà theo kiểu nhà quê mình á. Nên thấy cũng hơi lạ, nhưng mà anh cũng rất thích. Mới cắt. Dạ. Còn bạn gà nữ, cảm nhận bạn trai thế nào? Anh, tại vì đầu tiên thì em rất là có cảm tình, tại vì là người đồng hương. Dạ. Người Quảng Nam thì rất là, tính tình thì rất là thật thà, chất phác. Còn nói chung về ngoại hình thì em thấy là đã đảm bảo được cái tiêu chuẩn của em. Còn về tính cách thì chắc sau này nếu mà có thời gian tìm hiểu hơn thì cho em hỏi là anh có cái sở thích gì đặc biệt không? Sở thích đặc biệt của anh hả? Dạ. Thì anh thích đá bóng, chơi thể thao. À, anh có chơi thể thao. Anh cũng thích là đi du lịch.
có điều kiện thì đi du lịch, đi đâu đó. À, anh có chơi nhạc cụ hay là gì không? Anh hả? Anh thì anh không chơi nhạc cụ được. À, dạ. Anh có hay thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc nhà hay là? Có chứ anh, tại vì em biết sao không? Ba anh là mất sớm, và là nhà anh là có mẹ với lại hai anh em trai. Nhưng mà anh là anh trai cả nên anh cũng rất là chú tâm đến gia đình, nên anh rất là giúp mẹ. Mỗi lúc ví dụ anh đi làm về thì anh có thể anh mẹ, tại vì công ty của mẹ, mẹ làm ở công ty gần nhà nên mẹ rất là bận biểu. 8 giờ là có khi 8 giờ tối là mẹ mới về. Là thì anh về thì anh cũng găm cơm dùng cho mẹ, với lại phụ giúp ví dụ lặt rau gì đó. Dạ. Lau nhà rồi phụ giúp rồi thêm. Nếu mà sau này mà anh có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người bạn đời của anh không? Anh tất nhiên, anh chấp nhận. Tại vì em rất là thích làm bánh, nhưng mà em lại không giỏi nấu ăn mà em cũng không thích nấu ăn. Rồi anh thấy gì vậy à, anh không cơ bắp thế này phụ giúp em thoải mái. Vậy em làm bánh okay. Cho anh ăn suốt cuộc đời luôn đi. Anh làm xây dựng thì có đi công trình đi xa kiểu như là đi nói chung đi là đợt trước là anh cũng có đi xa, nhưng mà thực tế là giờ anh làm thì anh cũng làm gần chứ không xa lắm. Thì bây giờ bên hẹn hò sao nè, cái khoảng cách giờ hiện giờ nè. Hẹn hò thì anh cũng tranh thủ gặp em. Hiện tại là em cũng hiện tại là em ở công tác ở đâu? Em đang công tác tại quận 1. Quận 1 hả? Dạ. Chứ anh cũng sắp xếp thời gian thì gặp em nhiều hơn. Hiện tại là anh đang ở Đà Nẵng, làm việc ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Không, anh làm việc ở quê, ở Quảng Nam. À, dạ. Em hỏi dứt khoát luôn, giờ tính khi nào thì chừng nào anh vô? Dạ, khi nào anh vô Sài Gòn? Thì công việc của anh đợt này thì nó cũng ít rồi. Tại vì cái phần công việc của sếp giao thì cũng gần đến hoàn thiện rồi. Là khoảng nửa tháng là anh vào trong này. Nửa tháng nữa là vô thăm hay là di chuyển vô đây? Vô thăm với lại ở luôn á. Ở luôn á. Là nửa tháng nữa phải không? Dạ. Chị vô ăn Tết với em luôn á. Dạ. Ôi, nửa tháng vậy là ngon rồi, quá nhanh. Nửa tháng nữa thì em lại về quê. Trời. À, trời. Thôi về ở ngoài luôn đi. Vậy thôi hai đứa ăn Tết ở ngoài Quảng Nam đi, rồi ra Tết thì được vô. Rồi thống nhất hai đứa sang năm. Tết sang năm là ăn Tết Quảng Nam, rồi sau Tết là đi vào Sài Gòn luôn. Lượt. Hoặc một lượt luôn. Thôi hay quá. Ha, được rồi đó. Còn bây giờ tương lai thì khoảng bao lâu tụi em có thể tiến tới hôn nhân được, trao đổi với nhau đi. Em nghĩ đi. Em thì có thể là đã sẵn sàng, nhưng mà em nghĩ cái này chắc là tùy duyên, tức là cái cơ hội mình tìm hiểu đúng xong rồi. Nếu mà hợp nhau thì là có thể tiến xa hơn. Thì anh cũng mong em cho anh cơ hội. Em có một cái thắc mắc đó là về anh nói là anh nhậu. Thì giờ em cũng không có phải là kỳ thị những người mà nhậu nhiều hay là gì lắm, nhưng mà em vẫn muốn là nó sẽ có một cái chừng mực nào đó. Dạ. Tại vì là ra không, mình không thể đổ lỗi vì công việc, vì mình là kỹ sư xây dựng hay là gì đấy mà mình phải nhậu nhiều, mà vì mình sẽ có bản lĩnh mà để mình kiềm chế, và mình có thể là dứt khoát là nói không với lại tức là mình phải giảm thiểu cái vấn đề đó. Yeah. Rồi cái này thì anh cũng xin hứa là anh sẽ giảm giảm đến mức ít nhất. Dạ. Yeah. Em hy vọng là vậy. Về quan điểm con trai con gái thế nào? Chứ người miền Trung hay phải đẻ con trai cho bằng được đó. Vì anh có phải là người gia trưởng gái, không? Con trai đó. Anh thì không gia trưởng. Anh nói chung là anh nghĩ theo hôn nhân thì nên tôn trọng giữa vợ chồng với nhau. Khi mà hai người giận nhau thì ai sẽ là người làm hòa trước? Thì tất nhiên sẽ anh. Anh sẽ dỗ người yêu anh chứ. Bây giờ bạn trai đứng biến tới nắm tay bạn gái, hát tặng bạn gái một bài nào đó thật là tình cảm, nhìn vào mắt nhau, nắm hai tay luôn, hai tay nắm chặt với nhau để nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh xin hát bài Đêm Trăng Tình Yêu. Nhìn thẳng mặt bạn gái nói kìa. Chiều một mình
Trên phố năm xưa là bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng sánh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Em xin hát. Để đứng tay Nguyên đấy, Nguyên. Nhìn thẳng vào nhau, bạn gái cảm nhận thế nào? À, dạ, bài hát rất là tình cảm, rất là ấm áp ạ. Mình đáp lễ đi em. Em không có khiếu về ca nhạc lắm. Chứ anh, dạ. Em tặng cho anh một bài thơ nè. À, chắc là cái này để sau em sẽ tặng cho anh. Bây giờ bạn trai hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ tận đáy lòng của mình với người đối diện. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái kìa, nói đi, mình đang suy nghĩ điều gì, trái tim mình hiện giờ như thế nào? Trái tim của anh giờ đặt rất là hồi hộp, đang thổn thức. Nói chung anh cũng mong muốn là cho anh một cơ hội để sưởi ấm trái tim em. Em cũng hy vọng là hai người sẽ cho một cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà hợp thì mình có thể đi xa hơn. Còn nếu mà không hợp thì coi như là mình lại có thêm một người bạn, một người đồng hương. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi, vào vị trí. Chúng ta hướng mắt về phía trước, để tay vào nút bấm. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Nút nào chưa? Kiếm đi đó, nằm theo đó thì kiếm đi. Ừ, đó đâu, trong đó đó. À, quay đằng trước đi cưng. Nhỏ đang rối, coi như trái tim loạn nhịp rồi. Quá. Để tay được bấm. Đó, đó, mò đầu tuốt dưới, đó. Rồi, hướng mắt về phía trước. Đã đến lúc chúng ta làm nhiệm vụ của trái tim mình. Trái tim mình bảo sao, mình làm y chang thế. Thích thì bấm ngay. Yêu là bấm ngay. Rung động là bấm ngay, đừng chần chờ gì cả. Là bấm đi đó em. À. Anh Linh nói vậy đó, đó là bấm luôn đi cưng. Đó, rồi xong. Hai. Lên kia. Đó. Không ai giành được. Đó, hôn luôn rồi. Rồi xong. Phải mạnh mẽ như thế chứ. Đó. Coi như là cá gặp về với nước rồi đó. Ừ, cá gặp nước. Duyên nợ đã. Đấy. Người ta có cảm xúc với nhau nó là như thế luôn, là gần như là của nhau từ lúc nào, gần như là chúng ta đang tìm nhân vật này cả đời rồi đó. Đúng không em trai? Dạ, đúng, quá chính xác luôn. Rồi vậy là bây giờ cái nhóm bạn mà đã bỏ rơi bạn này á, hãy giờ nhìn đi, người ta bây giờ có cặp có đôi rất là hạnh phúc rồi. Hai em ha. Bây giờ là bạn trai cảm giác thế nào trong giây phút này? Cảm giác của em bây giờ nó rất là hồi hộp, rung, cũng rất là phấn khích, vì mình đã có người yêu. Tìm được người yêu. Bây giờ không nói một nửa luôn á, bây giờ nói người yêu luôn rồi. Trời ơi, ta bắt gặp nhau từ bao giờ? Như vậy á, là ngày bây giờ ở luôn cho tới cái lúc mà em chuẩn bị em về quê luôn á, đi về quê luôn á. À, bây giờ á, là em nhìn trên cái máy đó, coi như gia đình bạn gái đang theo dõi câu chuyện của chúng ta. Em nói gì đi, chào hai bác đi, chào gia đình đi. Rồi xin hứa điều gì với gia đình của nhà gái đi, bạn trai. Đây, nhìn vào đây nè. Đó. Dạ. Đây, nhìn đây nè. Cái máy nè, máy nè bé. Đó. Đó. Dạ, con xin chào hai bác. Con xin hứa sẽ cố gắng chăm lo cho em. Mong hai bác giúp đỡ thêm. Nói nghe nè. Ba mất rồi, giờ có mẹ thôi đó. Mẹ đang ở nhà mẹ coi, em nói câu gì cho mẹ vui. Dạ thì em cũng đây, nói đây, mẹ. Đây đây đây. Tôi kêu cô gái này nói với mẹ của chú đó. À, ừ. Em nhầm. À, dạ, à, con chào bác. À, hy vọng là bác sẽ đồng ý cho hai chúng con có cơ hội để tìm hiểu hơn, tìm hiểu sâu hơn. À, và cũng mong là sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Được chưa? Hạnh phúc chưa? Dạ, quá hạnh phúc. Hạnh phúc đúng không? Rồi, hy vọng lần Tết này hai đứa sẽ vô thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Lập nghiệp, phát triển kinh tế và tiến tới điều gì đó.
mà chúng ta đang mong chờ đó là hạnh phúc nha. Hồi nãy là bạn này bạn phạm luật, bây giờ luật mới cho phép bạn hôn nè. Bây giờ mới đến lúc hôn thôi. Đây, chỗ này. Giờ muốn hôn mình... nữa không được. Không, bây giờ mới đúng lúc mà chương trình đồng ý cho bạn hôn đó. Cái dạ. Hồi nãy nó mới là hay đó. Hồi nãy là bạn phạm luật. Rồi hôn nữa đi. Đó, ừ. Trời ơi, lần đầu của em mọi người ơi. Lần đầu của em luôn đó. Lần đầu luôn đó. Bạn nói là bạn này là lần đầu hôn là phải không hôn lên tóc, hôn lên má bên kia nè, bên tay giờ hôn má bên kia. Má bên kia. Em. Trời ơi, nó là... dễ sợ không? Dễ thương, dễ sợ luôn. Trời rồi. Em á là giống như là, nói nghe nè, em giống như hốt của, coi như trời cho em á, thật giống sự. Giống như người ta, dân Quảng Nam hay nói đó, giờ bạn này say rồi. Điện sĩ rồi. Quảng Nam chưa mưa đã nắng, rượu hồng đào chưa uống đã say. Say chưa? Say rồi. Say rồi. Giờ không cần sáu mấy lon gì đó đúng không? Dạ.